nước mắm hoàng gia, tinh hoa đất Việt đang được bán tại các nhà hàng và siêu thị ở Sydney, Melbourne và Perth. Danh sách điểm bán hàng chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Tại Perth, nước mắm hoàng gia đã có mặt tại hệ thống siêu thị MCQ. Để tỏ lòng tri ân khách hàng, kể từ nay cho đến hết ngày 31 tây tháng 5, siêu thị MCQ sẽ biếu tặng 2 bình nước trái cây Mali khi quý vị mua một chai nước mắm. Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Lily và Kim Hoa rất hân hạnh để trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là ngày Good Friday, có nghĩa là những ai trong có đạo Công giáo thì ngày hôm nay được nghỉ ngơi, không cần phải làm việc. Riêng Kim Hoàng và Lily thì vẫn phải tiếp tục phục vụ cho quý khán giả. Và chúng tôi cũng nhân cơ hội này xin gửi lời chúc mừng lễ phục sinh đến tất cả quý khán giả của Việt Faith TV. Trở lại với chương trình, có thể nói là cư dân ở tiểu bang New South Wales và cụ thể hơn là khoảng gần 29.000 người đã nhận được một món quà khá lớn nhân dịp lễ phục sinh lần này khi mà tòa án tối cao tại New South Wales yêu cầu chính phủ New South Wales rút lại hơn 29.000 khoản tiền phạt đã ban hành vì liên quan đến đại dịch COVID-19. Lý do là bởi vì không thể xác định được đúng tội danh. Và điều này cũng có nghĩa là tất cả những cái khoản tiền phạt mà cư dân New South Wales nhận được mà họ chưa đóng thì họ có quyền không cần phải đóng khoản tiền phạt này. Đây cũng được coi như là một món quà. Liên quan đến đại dịch COVID-19, thông thường vào mỗi ngày thứ Sáu hàng tuần thì tất cả các tiểu bang đều có những cái thông tin về số ca nhiễm cũng như số người tử vong. Một cách tổng quát thì đại dịch đã khá là giảm hạ khi mà tại Victoria và New South Wales là hai tiểu bang lớn nhất chỉ có trên 5.000 ca nhiễm mới, nhưng số tử vong ở Victoria là 35 người và đó cũng là cao nhất so với các tiểu bang còn lại. Tuy vậy, y sĩ trưởng là giáo sư Paul Kelly vừa lên tiếng cảnh báo là một đợt bùng phát dịch bệnh mới có thể sẽ sớm xuất hiện tại nước Úc, đặc biệt khi mùa đông đến gần. Và vì vậy, việc chủng ngừa mũi booster một lần nữa cũng đã được nhắc nhở đến tất cả các cư dân. Chúng ta nên chủng ngừa vaccine COVID-19 cùng lúc với vaccine chống bệnh cảm cúm, có nghĩa là flu, để chúng ta có thể có được một sức khỏe tốt hơn khi mùa đông sắp đến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ Sáu tốt lành, tức là Good Friday, tức là cũng bắt đầu là cái kỳ nghỉ cuối tuần dài, long weekend vào dịp lễ phục sinh này. Do vậy mà hàng triệu người dân Úc cũng đã đổ ra đường tới các sân bay để đi nghỉ, và cả chợ cá cũng là nơi tập trung rất đông người bởi đây là một cái hoạt động chính trong dịp lễ phục sinh. Nhưng mà khu vực ở bờ đông của Úc Châu thì lại có cái thời tiết không được ủng hộ cho các hoạt động này lắm. Cụ thể, theo nha dự báo khí tượng thì một cơn bão gây mưa gió đã đồng thời xảy ra tại cả ba tiểu bang ở khu vực miền đông, càng gây khó khăn hơn cho những người đi nghỉ trong cái dịp này khi mà vốn đã gặp cảnh đông đúc tại các sân bay hay cả ngay trên các tuyến đường cao tốc. Về hàng không thì dữ liệu cho thấy trong tháng 4 này có gần 7 triệu chuyến bay trên khắp Úc Châu, và do vậy mà các sân bay của Úc đã trở lại bận rộn, được cho là đông đúc nhất kể từ trước dịch COVID-19. Sân bay Sydney cho biết thì dịp lễ phục sinh là một trong những ngày bận rộn nhất, với trên 120.000 lượt hành khách đi qua các nhà ga, tức là cả nhà ga quốc nội và nhà ga quốc tế. Sân bay Melbourne thì cũng đã chuẩn bị để đón 2 triệu lượt hành khách trong tháng 4 này với rất nhiều ngày nghỉ lễ. Và sân bay Brisbane của Queensland thì cũng đã phá kỷ lục kể từ đại dịch với trên 69.000 lượt người đi qua sân bay nội địa và quốc tế vào ngày hôm qua thứ Năm. Trong khi trên các tuyến đường bộ thì những lái xe đi lại trên khắp Úc Châu cũng được yêu cầu là chuẩn bị cho cái tình trạng tắc nghẽn giao thông trong những ngày này. Và cảnh sát một lần nữa kêu gọi các lái xe cần thận trọng hơn khi đi trên các tuyến đường, đặc biệt là mấy ngày này lại xảy ra mưa gió. Và kính thưa quý vị,
Trong khi đó thì tại Fish Market là một cái khu chợ cá rất là nổi tiếng, thì ngày hôm nay sự hỗn loạn cũng tương tự như tại các sân bay quốc tế. Lý do là bởi vì dự phóng đã có khoảng 50.000 khách hàng đến để mua hải sản tại khu chợ cá này, và 650 tấn hải sản cũng đã được chuẩn bị và đã được bán ra cho ngày hôm nay. Đó là một cái số lượng khá là đông. Ngoài ra, như Lily vừa mới nói, tình trạng thời tiết trong mùa lễ Phục sinh năm nay không được thuận lợi cho lắm, khi mà thời tiết ẩm ướt bao trùm tất cả các tiểu bang và lãnh thổ, đặc biệt là tại New South Wales cũng như là tại Victoria. Mưa bão sẽ tấn công vào hai tiểu bang này trong những ngày sắp tới, và đối với những ai di chuyển bằng đường bộ thì đây cũng là một trong những điều bất lợi và chúng ta phải đặc biệt quan tâm. Trong khi đó thì cái lĩnh vực nhà cho thuê tiếp tục được bàn cãi, khi mà số lượng nhà hiện nay trên thị trường đã giảm hạ dưới mức 1%, có nghĩa là những người muốn thuê nhà không thể nào tìm được căn nhà để thuê. Trong bối cảnh này, một phương án mới được đưa ra và hy vọng là chính phủ Úc sẽ có thể thực hiện. Đó là một cái phương thức gọi là build to rent, có thể tạm dịch là xây dựng cho thuê. Và cái hình thức build to rent này thực ra không phải là mới, đã được áp dụng rất thành công tại Anh và tại Mỹ từ hàng chục năm nay, nhưng chưa từng được áp dụng tại Úc. Và với hình thức gọi là build to rent thì thông thường chính phủ sẽ hợp tác với các công ty hoặc là hội đồng thành phố địa phương để xây dựng những tòa nhà chung cư cao tầng, và toàn bộ nhà chung cư này không phải để bán mà là để cho thuê. Mục đích là để người thuê có được một cái sự linh hoạt hơn, có được chỗ ở cố định với mức giá phải chăng, và được ở trong một cái thời gian dài, không phải lo lắng phải di chuyển trong một vài tháng hoặc là một vài năm. Và một cái chương trình này được cho là khá hay, tuy nhiên chúng ta phải chờ xem chính phủ các cấp có thực hiện theo những cái đề nghị của các chuyên gia kinh tế hay không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là tuy nhiên các cái chuyên gia kinh tế thì lại lo ngại là cái hình thức xây nhà để mà cho thuê như thế này thì có thể sẽ nằm ngoài tầm với của những người mà đang có thu nhập thấp hay là thu nhập trung bình. Bởi vì cái hình thức nhà cho thuê này thì hoàn toàn là khác với cái hình thức mà chính phủ đang xây nhà ở xã hội để cho người dân thuê, thì chủ yếu nhắm vào cái tầng lớp là có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Vâng, còn tại tiểu bang Queensland thì thưa quý vị và các bạn, chính phủ đang triển khai một cái dự án là nâng cấp cái hệ thống đường sắt trị giá hàng tỷ đô la. Và dự án này chủ yếu thì ảnh hưởng đến cư dân và các doanh nghiệp ở vùng ngoại ô Logan của Brisbane. Họ nói rằng thì họ cũng cho biết là rất nhiều những cái kế hoạch cuối cùng của dự án này thì nhiều người lại chưa nhận được những cái thông tin cụ thể. Theo đó thì hàng trăm ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và công viên sẽ được chính phủ mua lại để thiết kế lại hệ thống đường sắt nhằm giảm cái thời gian đi lại cho các chuyến tàu chở khách giữa thành phố Brisbane với lại thành phố Gold Coast. Và dự án đường cao tốc này là một dự án nâng cấp trị giá tới 2 tỷ 600 triệu đô la do cả chính phủ tiểu bang và chính phủ liên bang tài trợ. Tuy nhiên, cư dân nhiều nơi nằm trong cái diện mà thuộc dự án này đi qua lại nói rằng họ không được biết về kế hoạch cuối cùng của dự án, bởi hiện nay mới chỉ có khoảng 300 gia đình được thông báo rằng là các tòa nhà của họ sẽ buộc phải di rời, trong khi những người khác thì vẫn chưa được thông báo về những gì sẽ diễn ra trong những tháng tới, tức vẫn chưa rõ là những căn hộ hay là những cái tòa nhà nào sẽ bị di rời. Trong khi đó thì Bộ Giao thông và Vận tải tại tiểu bang Queensland đã biết rất rõ những cái chi tiết về dự án này từ 2 năm trước đây, nhưng cư dân thì lại mù tịt, có nghĩa là không được một cái thông tin chính thức nào từ Bộ Giao thông cũng như là từ Hội đồng thành phố địa phương, và vì vậy họ cảm thấy rất là tức giận. Đặc biệt là các doanh nghiệp, họ đã đầu tư rất nhiều để mà sửa sang các doanh nghiệp, những cái cơ sở bán lẻ, những nhà hàng, quán cà phê, nhưng nếu họ nằm trong diện phải quy hoạch phải di dời thì những cái đầu tư của họ có thể nói là nó sẽ bị uổng phí đi rất nhiều. Và đó là những cái lời và những cái suy nghĩ của cư dân, họ hy vọng là chính quyền thành phố địa phương sẽ có những cái câu trả lời thích đáng trong thời gian sắp tới. Còn tại tiểu bang Victoria, lĩnh vực giáo dục một lần nữa đã được nhắc đến ngày hôm nay trên trang mạng của ABC. Lý do là bởi vì sự khan hiếm giáo viên mà hiện nay lên đến hơn 1.000 vị trí giáo viên cần phải được lấp đầy trong năm học sắp tới. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia cho rằng
Bộ Giáo dục của Victoria hay là chính phủ Victoria cần phải có những cái biện pháp biếu tặng tiền mặt để khuyến khích giáo viên trở lại vị trí làm việc, hoặc khuyến khích những giáo viên từ các tiểu bang khác đến Victoria để làm việc. Và việc biếu tặng tiền mặt này tương tự như cái chương trình chính phủ đã tài trợ $3,000 trước đây. Và nếu một cái đợt tiền mặt được biếu tặng thì có thể sẽ thu hút khá nhiều giáo viên đến nơi đây. Hiện nay theo hiệu trưởng của trường đại học Essendon Keller thì việc thiếu nhân sự, thiếu giáo viên đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, và thậm chí là 40% các trường đại học tại Victoria đã sử dụng cả hiệu trưởng, cả hiệu phó để điền thế vào những cái vị trí giáo viên bị trống. Có nghĩa là khi mà đến lớp, mà đến giờ lên lớp mà không có giáo viên thì hiệu trưởng, hiệu phó gì là đều phải lao vào giảng dạy hết, là phải không còn cách nào khác. Mà không phải là tỷ lệ 1-2% mà cái tỷ lệ nó lên đến 40%. Tức là tỷ lệ rất cao ở các trường. Và những hiệu trưởng, hiệu phó bình thường họ làm công việc quản lý thôi, nhưng nay phải dạy bất cứ cái môn gì mà đúng, giáo viên thiếu. Cái khó mà là họ phải thay thế bất cứ môn nào, có thể là toán, có thể là anh văn, cũng có thể là tin học vi tính vân vân. Họ không có quyền chọn lựa. Trong khi thì rất nhiều trường khác phải thực hiện cái biện pháp là để học sinh học từ xa, tức là học qua mạng ở nhà, bởi vì cũng không đủ giáo viên ở trên lớp, tương tự như cái thời đại dịch COVID-19, mặc dù bây giờ dịch thì cũng không còn nhiều nữa. Ngoài ra rất nhiều trường cũng phải có một cái hình thức là phải dồn ghép học sinh vào các lớp, do vậy mà các lớp hiện nay đang có cái sĩ số học sinh rất là đông thì mới đủ được giáo viên để giảng dạy ở trường. Còn thưa quý vị và các bạn, về vấn đề sức khỏe đối với người làm việc trong lĩnh vực xây dựng thì như chúng tôi cũng đã nhiều lần loan tin về những cái chất độc hại trong các cái thành phần, các nguyên vật liệu dùng để xây dựng nhà cửa cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của công nhân. Và hôm nay trên đài ABC cũng đã đăng một bài viết cảnh báo về mối nguy hiểm do việc nhiễm chất silica trong khi tháo dỡ các cái căn nhà cũ. Bài viết cũng đã nêu trường hợp về một công nhân tên là Hách Kim, mặc dù còn rất trẻ, mới chỉ 25 tuổi, nhưng mà đã thấy cơ thể cũng có rất nhiều thay đổi sau nhiều năm làm việc trong cái công trường phá dỡ những cái căn nhà cũ, bởi vì anh đã thường xuyên thấy mệt mỏi, khó thở, giảm cân, thậm chí là sắc tố trên da cũng có nhiều thay đổi. Và khi đi khám bệnh thì anh được bác sĩ chuẩn đoán là mắc một loại bệnh tự miễn sau khi hít phải các cái hạt bụi silic khi làm công việc phá dỡ nhà cửa cũ. Điều đáng nói là trước đây thì các chủ các cái công ty phá dỡ nhà thì thường trang bị cho công nhân xây dựng của mình rất nhiều các thiết bị bảo hộ để chống nhiễm cái chất amiăng. Nhưng đối với chất silica, chủ yếu là công ty hiện nay lại không đề ra bất cứ một cái biện pháp bảo hộ nào cho công nhân. Kể cả việc đơn giản là yêu cầu công nhân đeo khẩu trang khi phá dỡ nhà thì công nhân cũng không được yêu cầu. Do vậy mà họ rất dễ dàng hít phải những cái bụi phần tử rất nhỏ từ silica này. Vâng, kính thưa quý vị, đây là thông tin rất là bất ngờ. Là bởi vì công việc của người thanh niên trẻ này là việc demolition, có nghĩa là phá vỡ những căn nhà cũ để rồi xây dựng những căn nhà mới. Thông thường khi phá những cái căn nhà cũ này thì sẽ trực tiếp tiếp xúc với những cái bức tường mà chúng ta từ vài chục năm vừa qua sử dụng một cái loại chất asbestos để mà xây dựng những cái bức tường. Và khi phá vỡ đi thì chính bụi của những cái chất asbestos này sẽ phải hít vào, và người làm việc trong cái môi trường này sẽ gặp nhiều nguy cơ đến sức khỏe. Nhưng chưa có một cái cơ quan mà hoặc là y tế nào đề cập đến cái vấn đề tháo dỡ những căn nhà cũ này cũng có nguy cơ hút bụi silic. Bởi vì bụi silic là đến từ việc mà chúng ta mài những cái đá nhân tạo. Nếu mài ướt thì nó không toát, không có bụi bay lên thì chúng ta không hít vào. Nhưng nếu mài khô thì bụi sẽ bay khắp nơi, và việc hít bụi vào phổi là việc đương nhiên. Vì vậy vào tháng 2 vừa qua thì cơ quan an toàn làm việc đã yêu cầu là không nên cho tiếp tục cái kỹ nghệ sản xuất hoặc là làm việc trong lĩnh vực đá silic này, chẳng hạn như là những cái công ty sản xuất những cái tủ nhà bếp thì không nên được cấp phép để thực hiện tại Úc bởi liên quan đến an toàn của công nhân. Nhưng chưa có một cái liên thông nào trong việc phá dỡ những căn nhà cũ mà lại hít phải những cái loại bụi này. Trở lại với tình trạng người thanh niên, đây là một
thanh niên rất trẻ bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này năm 20 tuổi cho đến năm 25 tuổi là đã vướng vào những cái chứng bệnh rất là hiểm nghèo. Hiện nay may mắn là người này đã được phát hiện và đã được thay một bên phổi cho nên có thể sức khỏe sẽ được kéo dài. Duyên đây cũng là một trong những cái trường hợp cá biệt và người thanh niên đã quay lại kiện cái người chủ cũ của mình là bởi vì không cung cấp đồ bảo hộ an toàn lao động trong quá trình làm việc khiến cho công nhân phải vướng vào những căn bệnh rất là nặng này. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính ở đây là chính phủ liên bang, tiểu bang cần phải thực hiện hoặc là phải đưa ra những cái dự luật nào đó để tất cả những công việc liên quan đến bụi silic hoặc là asbestos cần phải được thực hiện một cách rất là chỉnh chu, có nghĩa là phải được bảo hộ từ trên xuống dưới để người làm việc không có cái nguy cơ hít cái bụi đó vào thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cái hồi chuông đáng báo động. Vâng, và đúng là nếu mà chính phủ các cấp mà không có cái biện pháp gì thì hiện nay ngành xây dựng đang rất thiếu công nhân mà họ nghe thấy những cái thông tin như này thì có lẽ không muốn và không muốn vào làm việc trong ngành xây dựng nữa. Còn thưa quý vị và các bạn, về tai nạn giao thông thì lại thêm 4 người nữa đã thiệt mạng sau khi mà xảy ra vụ 2 ô tô đâm nhau trực diện trên một tuyến đường cao tốc mang tên Ba Thần ở phía bắc của thủ đô Canberra vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ tai nạn xảy ra thì vào khoảng gần 7 giờ sáng trong thời tiết cũng mưa gió lớn ở gần khu vực nằm giữa ACT và một thị trấn của tiểu bang New South Wales. Và 4 người tử vong tại chỗ thì gồm nữ tài xế và một nam hành khách trên một chiếc xe. Trong khi chiếc xe còn lại cũng có một nam tài xế và một nam hành khách bị tử vong. Còn chỉ có một người trên một chiếc xe bị thương và hiện nay đang được đưa đến bệnh viện để điều trị. Và các dịch vụ khẩn cấp kể cả từ lãnh thổ thủ đô ACT cũng như từ New South Wales gồm cả 3 trực thăng cứu hộ cũng đã được huy động đến hiện trường ngay sau vụ tai nạn này. Và đường cao tốc Ba Thần cũng đã bị đóng cửa trong một khoảng thời gian để các cơ quan chức năng giải quyết cái vụ tai nạn này. Đây chỉ là tai nạn đầu tiên trong cái dịp lễ phục sinh năm nay mà thôi. Theo dự phóng của các cảnh sát giao thông, trong những ngày sắp tới, những vụ tai nạn tương tự sẽ xảy ra rất nhiều. Và vì vậy mà cảnh sát một lần nữa kêu gọi những người lái xe là hãy nên lái xe một cách an toàn, bởi vì tính mạng của tất cả những thành viên khác trong chiếc xe là nằm ở người lái xe. Đặc biệt là trong cái thời tiết ẩm ướt của những ngày sắp tới thì cũng sẽ gây nên nhiều khó khăn cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển trên những cái xa lộ xuyên biên giới hoặc xuyên tiểu bang. Trong khi đó thì tại New South Wales, cảnh sát tại Newcastle một lần nữa đã tự vệ bằng cách bắn một người đàn ông khi mà cảnh sát phát hiện là người đàn ông này đã sử dụng dao. Và theo thông tin mà chúng tôi có được trên đài số 9 thì nghi can đã sử dụng dao để đâm một cảnh sát viên khi nhóm cảnh sát này được gọi đến nhà để có sự can thiệp. Và chính vì sau tấn công cảnh sát viên này cho nên một cảnh sát viên khác đã dùng súng và đã bắn hạ nghi can làm cho người này tử vong tại chỗ. Chưa biết vì sao mà vụ tấn công cảnh sát đã xảy ra. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát đã sử dụng súng và giết chết rất là nhiều người khi họ có giữ những cái hung khí như là những con dao. Và lý do mà phía cảnh sát đưa ra là họ phải cần tự vệ. Và hình như là trong tuần này thì đây là trường hợp thứ nhì rồi. Vâng. Trước đây, một vài ngày trước đây thì cũng có một cái người đàn ông đã cố thủ trong nhà với một con dao và khi mà cảnh sát kêu gọi đầu hàng họ không làm được thì họ đã bắn từ xa. Chúng ta rất thường xuyên nghe thấy những cái vụ mà cảnh sát bắn chết những cái người mà họ cho rằng là có nguy cơ tấn công cảnh sát. Trong khi đó thì thưa quý vị và các bạn, ở phía tây của thành phố Sydney thì có một gia đình đã may mắn sống sót khi mà ngôi nhà 2 tầng của họ bất ngờ đổ sập vào gần rạng sáng ngày hôm nay khi mà 3 thành viên trong nhà đang ngủ. Các dịch vụ khẩn cấp cũng đã được gọi đến nơi xảy ra vụ sập nhà là thuộc ở khu vực Cornell Park, tức là gần Bankstown, vào khoảng 4:30 sáng nay thứ Sáu. Và dịch vụ khẩn cấp còn điều một cái xe cứu hỏa cùng một xe cứu hộ hạng nặng. Tuy nhiên, 3 thành viên trong gia đình này đều đã tìm cách thoát được ra ngoài trước khi lực lượng cứu hộ đến, mặc dù căn nhà của họ đã đổ sập. Hiện nay thì cũng chưa rõ nguyên nhân làm sao mà căn nhà này lại bị đổ sập. Nhưng mà được biết thì ngôi nhà này cũng chỉ mới xây dựng được một năm nay và gia đình sẽ phải tìm một chỗ khác để ở bởi vì là cái hiện trạng của ngôi nhà thì không đủ an toàn để ở nữa. Và điều đáng nói đây là ngôi nhà mới,
vừa mới xây khoảng 6 tháng hoặc 12 tháng thôi, có nghĩa là người chủ nhà cũng mới vừa dọn vô thôi, cũng không biết về sao nhà bị sập. Một cái thông tin hiếm ở Úc Một cái thông tin tất cả các cơ quan truyền thông đều chú ý, không phải là chú ý vì cái mức độ cái sự thiệt hại về tài sản, nhưng mọi người chú ý là bởi vì đây là căn nhà mới vừa được giao thôi, và chắc chắn là cái cấu trúc của căn nhà này có thể nói là nó không được an toàn trong quá trình xây dựng. Cho nên nó mới xảy ra một cái vụ sập nhà rất là hy hữu như thế này. Mà cũng không phải là do gió bão quá lớn gì ở Sydney. Ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra, không, thời tiết rất là bình lặng. Vậy mà một căn nhà thì bỗng nhiên sập đi, thì đó là thông tin mà mọi người đặt nhiều dấu hỏi vào cái quá trình xây cất. Trong khi đó thì tại Queensland, kính thưa quý vị, lần đầu tiên một công trình xây dựng ở khu vực Dara đã gặp tai nạn khi mà một cái giàn giáo bị sập. Khi mà chúng ta nói đến việc sập giàn giáo, thông thường thì cái việc này nó xảy ra ở những công trình xây dựng ở Việt Nam, bởi vì hầu như lúc nào chúng ta cũng đọc báo, cũng nghe thấy sập giàn giáo ở chỗ này, ở chỗ khác gây thương vong, gây tử vong. Chưa bao giờ chúng ta nghe thấy việc sập giàn giáo ở một công trình xây dựng Úc. Nhưng mà điều này đã xảy ra vào ngày hôm qua. Bởi vì ở Úc thì việc mà bảo đảm an toàn cho các công nhân, đặc biệt là các công nhân phải làm việc ở trên cao trên như vậy là rất cẩn trọng. Và trong vụ sập sập giàn giáo này đã làm bị thương hai nhân công xây dựng. Một người thì bị thương nhẹ ở phần tay chân, nhưng một người còn lại bị thương khá nặng ở đầu và không biết là cái quá trình chữa trị như thế nào. Tuy nhiên một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.